Kem trắng da là gì? Kem nào thì trắng da? Thành phần là như thế nào là trắng da? Xin chào các bạn, mình là bác sĩ Duyên, chuyên gia về da liễu thẩm mỹ. Có rất là nhiều bạn muốn trắng da, chính vì vậy các bạn đã đi mua kem về nhưng mà bôi mãi vẫn không trắng. Vậy thì nguyên nhân do đâu? Thì hôm nay Duyên làm một cái video này để chia sẻ cho các bạn những cái kem mà chứa những thành phần gì thì mới có tác dụng trắng da. Vậy thì sau đây là 7 cái thành phần vàng trong làng dưỡng trắng da. Thành phần thứ nhất đó là AHA. AHA là viết tắt của Alpha Hydroxylic Acid. AHA là một cái chất hoạt động trên bề mặt da và nó tan trong nước. Nó có công dụng làm sạch lỗ chân lông, lấy đi những cái tế bào chết ở ngoài da, từ đó làm cho da sáng hơn. Bởi vì các cái sắc tố melanin ở trên da chủ yếu là nằm ở trên các cái tế bào chết. Chính vì vậy khi mà sử dụng cái AHA thì nó lấy đi những cái thành phần đó ở trên da, ở trên cái lớp ngoài cùng của da. Chính vì vậy nó sẽ làm da sáng hơn. Ngoài ra thì nó còn có tác dụng là ngăn ngừa mụn, cải thiện nếp nhăn và tổn thương da do tác động của ánh sáng mặt trời. Và một số AHA thường gặp, ví dụ như là axit citric có ở trong cam hoặc là chanh này, hay là axit lactic có trong sữa, sữa chua, rồi axit glycolic có trong đường mía. AHA là một cái nhóm axit có thành phần tự nhiên, thường là được chiết xuất từ các cái loại trái cây. Nhóm thứ hai chúng ta bàn đến đó là BHA. BHA các bạn nghe như là rất là quen đúng không ạ? Nó là được viết tắt từ cái beta hydroxylic acid. Thường thì BHA thường được nhắc đến ở trong các cái thành phần chữa mụn này, bởi vì nó là một cái nhóm axit gốc dầu, chính vì vậy nó có thể tan trong dầu và nó tác động sâu dưới các cái lỗ chân lông, cho nên là người ta thường sử dụng BHA dành cho da dầu hoặc là da thường. Nó hoạt động bằng cái cách là nó phá vỡ các cái liên kết ở trên da, đó là liên kết giữa tế bào chết này, bã nhờn này và bụi bẩn, và nó phá vỡ những cái liên kết đó và loại bỏ những liên kết đó và làm cho da của chúng ta được sáng hơn, mịn màng và trẻ trung hơn. Ngoài ra BHA là một cái nhóm nó có thể làm sạch các cái vi khuẩn trên da và lấy đi các cái dầu thừa ở trong từng nang lông, cho nên là nó có thể cải thiện và ngăn ngừa các cái tình trạng bít tắc nang lông dẫn đến mụn. Nên là sử dụng BHA thì chúng ta ngoài cái việc là trắng sáng da thì có thể ngăn ngừa được mụn nha. Cái chất thứ ba ở trong cái nhóm dưỡng trắng da đó chính là cái nhóm PHA. PHA là viết tắt của polyhydroxylic acid. PHA cũng là một cái thành phần làm trắng da và nó làm sáng da tương đương với lại AHA và BHA. Tuy nhiên là nó thường ít gây kích ứng hơn là hai cái chất ở trên, bởi vì nó sở hữu kích thước lớn cho nên là nó thường là ít thâm nhập vào sâu ở trong da. PHA có thể làm tái tạo bề mặt trên cùng của da, thúc đẩy dưỡng trắng bằng cách là lột đi nhẹ nhàng cái lớp trên cùng và đảm bảo cái quy trình này được tối ưu và hạn chế cái sự kích ứng nhất. Nhóm thứ tư chúng ta không thể quên được ở trong cái nhóm dưỡng trắng da đó chính là retinol. Các bạn cũng nghe nhiều về retinol, đúng rồi, cũng đúng ạ. Vì nó là một trong những cái thành phần thần thánh trong cái việc chống lão hóa cho da hiện nay. Retinol có khả năng là làm cho da săn chắc hơn, tăng cường cái độ bền, độ chắc của da, cải thiện nếp nhăn và cải thiện những cái kết cấu của da. Và ngoài ra nó còn làm đồng đều màu da. Vì cái tác dụng đa năng và toàn diện của retinol, cho nên là retinol được lựa chọn mạnh mẽ và hiệu quả hơn hẳn so với AHA và BHA. Và cái thành phần thứ 5 nó cực kỳ quen thuộc với chúng ta, đó chính là vitamin C. Về cái việc trắng sáng da thì chúng ta đừng có bao giờ quên đến vitamin C. Như hôm trước mình cũng có làm một cái video về các cái chất uống để trắng da, thì trong đó cũng có vitamin C. Ngoài cái đường uống thì vitamin C còn có cái đường bôi bằng cái serum hoặc là các cái dạng kem. Thì vitamin C có tác dụng là tăng cường độ ẩm cho da, làm mờ vết thâm và các cái mảng không đều màu ở trên da, và nó làm cải thiện cái hàng rào bảo vệ tự nhiên và chống lại các cái tác nhân gây hại cho da như là sạm da, như nám, đồi mồi, bởi vì nó có khả năng làm ức chế cái enzyme sinh ra melanin cho nên nó làm sáng da hơn. Thành phần thứ 6 trong cái làng dưỡng trắng da đó chính là niacinamide. Niacinamide là một cái dạng của vitamin B3, nó có khả năng là làm củng cố cái hàng rào bảo vệ của da, nó làm giảm quá trình hình thành và sản xuất melanin, từ đó mà nó ngăn ngừa được sự hình thành của các cái đốm nâu, của các cái đốm tàn nhang mới, nó ngăn ngừa cái tình trạng mà da không đều màu và làm cho da sáng hơn. Và thành phần thứ 7 là thành phần cuối cùng trong làng dưỡng trắng da, đó chính là hydroquinone. Hydroquinone là một cái thành phần dưỡng trắng da mạnh, nó nằm ở trong các cái kem, trong các cái sản phẩm dưỡng trắng da. Nó khắc phục được những cái tình trạng nám, tình trạng sắc tố sau viêm, trị mụn và những cái đốm nâu, đốm đen do ánh nắng mặt trời tác động lên da. Cách hoạt động của nó là nó ức chế cái enzyme mà sinh ra melanin ấy. Từ đó thì melanin không được sinh ra nhiều và làm sáng da hơn. Tuy nhiên hydroquinone ấy, thì chúng ta
không sử dụng ở cái hàm lượng quá cao. Ví dụ như là ở Việt Nam có một số kem ấy, nó chứa thành phần là hydroquinone 4%. Tuy nhiên như là ở Mỹ thì người ta cấm cái thành phần 4% và người ta thường sử dụng khoảng 2%. Và hydroquinone cũng là một trong những cái thành phần mà được các bác sĩ da liễu khuyên dùng trong những cái trường hợp mà da nám hay da sạm hay đồi mồi. Cho nên là 7 cái thành phần vàng trong làn dưỡng trắng da, các bạn hãy để ý ghi ra những cái thành phần đó. Khi mà chúng ta mua một cái lọ kem hay là ra hiệu mỹ phẩm mua một cái lọ kem thì chúng ta xem một trong 7 thành phần đó, hoặc là càng có nhiều thành phần càng tốt ở trong đó. Thì khi mà có một trong 7 thành phần đó thì chắc chắn cái kem đó nó sẽ có cái tác dụng là dưỡng trắng da. Thì ngoài những cái thành phần đó thì các loại kem nó thường chứa các cái thành phần như là dưỡng ẩm da, như là glycerin, glycerol hoặc là một cái số thành phần khác. Hy vọng cái video này thì các bạn sẽ có thể lựa chọn cho mình một cái loại kem dưỡng trắng da mà đúng như là mình mong muốn. Cái video này nếu có ý nghĩa với bạn thì các bạn hãy đăng ký và like cho mình để ngày mai mình lại làm video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau. Xin chào.